Sát thủ phòng bên, cháp 1, tôi là một sát thủ, được rèn luyện tại Mỹ từ khi 14 tuổi. Tôi lớn lên, bên cạnh vô vàn kỹ năng đặc biệt được rèn luyện, nhưng đáng nhớ nhất, hẳn phải là điều khiển hơi thở. Mỗi sát thủ có kỹ năng, đều được huấn luyện những điều tương tự. Giữ hơi thở của bản thân, trước khi nắm được hơi thở của ai đó, đó là kỹ năng khó nhất và dài nhất tôi từng trải qua. Tất nhiên đây cũng là điều khiến tôi vượt trội hơn tất cả. Tôi trở lại Hàn Quốc sau khi bước qua tuổi 20, chỉ là vì công việc thôi. Chúng ta nhận được tin tình báo rằng, các gián điệp kinh tế trộm lấy bí mật công ty đang lẩn trốn đâu đó, trong một số căn hộ cho thuê. Để mắt đến hắn, cũng phải nhớ để mắt tới căn hộ đó nữa. Chuyện ăn trộm thông tin cứ giống như trong phim vậy. Chờ đợi lệnh tôi, từ giờ cho đến lúc đó, phải đề cao cảnh giác với hắn. Ở Hàn cậu mà dùng súng bừa bãi, là sẽ gặp phải rắc rối lớn liền. Bất kể là gì cậu cũng phải chờ đợi lệnh tôi rồi mới được hành động tiếp. Tuy nhiên nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, thì tôi có thể bớt giá được không? Khách hàng A, trưởng phòng Kim là một người đòi hỏi sự khắt khe cao. Đây có phải chuyện gọi một bát mì tương đen từ nhà hàng Trung Quốc đâu. Tôi không biết đất nước này có sát thủ để làm gì nữa. Dù sao thì đó là cách tôi đặt chân đến một tòa chung cư ở Hàn để giám sát mục tiêu. Mục tiêu ở phòng bên cạnh, nên tôi nhịn thở và lắng nghe cẩn thận. Đó là ngày đầu tiên sau khi tôi chuyển tới, và những dòng ghi chú này được treo ngay trên cửa nhà. Hàn Quốc là đất nước thế nào vậy? Cách ân tệ thật đấy, ngủ ở bãi đậu xe có khi còn tốt hơn thế này. Đúng như kết quả, tôi đã học được rất nhiều điều từ hàng xóm, mặc cho sự thiếu hiểu biết của mình. Sự thật là, chuyện đó còn quan trọng hơn nhiệm vụ khá nhiều. Thật sự rất phiền khi biết thêm điều không hề liên quan tới mục tiêu. Để phục vụ nhiệm vụ, tôi đã mua thiết bị nghe lén hiện đại nhất, được gửi thẳng từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, mà đã trở thành vật phẩm vô dụng chỉ chưa đến một tuần. Thiết bị đó không cần thiết trong tòa chung cư này lắm. Tôi cũng không cần nghe gì nhiều, cư dân sinh sống tại đây đã luôn phải đối mặt với tường ồn. Nó đến từ bốn bức tường, nên giờ đây tai họ thính hơn bao giờ hết. Vậy nên tôi có cơ hội trải nghiệm qua thứ năng lực ai cũng từng được học qua, điều hòa khí thở. Vào ngày đầu tiên chuyển tới, tôi khá ngạc nhiên khi sự sống tựa ma của mình bị phát hiện. Họ thậm chí còn dán nguyên giấy nhớ lên trước cửa nhà tôi nữa. Nếu tôi được xây nên một công ty lính đánh thuê, tôi chắc chắn sẽ huấn luyện họ trong tòa chung cư này. Rồi họ sẽ trở thành những đặc vụ giỏi giang nhất thế giới. Cũng sẽ trở thành những sát thủ hàng đầu nữa. Tôi hiện tại đang sống trong căn hộ số 302. Vì trưởng phòng Kim nói rằng mục tiêu sống trong căn hộ số 303. Những gì trưởng phòng Kim muốn đều quá rõ ràng, không liên lạc riêng với số 303, chỉ cần khai thác thông tin và những bước di chuyển tiếp theo là được. Nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, thì tôi có thể bớt giá được không? Dù không có trường hợp gì đặc biệt cần tương tác với hàng xóm, nên tôi có thể mường tượng đại khái thường ngày họ sinh hoạt thế nào. Nhờ sự cách kém từ tòa nhà, tôi chỉ cần ngồi im một góc trong phòng, tôi có thể nghe rõ mồn một những gì xảy ra tới độ có thể thay họ viết luôn nhật ký hàng ngày. Trên hay dưới, trái hay phải, thậm chí cả đường chéo, tôi đều có thể nghe thấy rất rõ. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nói chuyện với 5 người hàng xóm này. Người ở số 401 là kẻ tệ nhất trong tất cả. Anh ta mỗi ngày đều mang một người khác nhau về nhà để đóng gạch.